Và phần 1 thì em đã giới thiệu với các bác là về phần mặt trước, mặt sau và sơ lược qua về phần nội thất. Thì cái phần 2 này em sẽ đi sâu hơn một chút về phần nội thất của dòng nâng tiếng TDL Tích 6 CB600 này, hàng xịn này. Thì cái đầu tiên về thì vẫn là khi mở cái chiếc nắp của chiếc nâng tiếng này ra, thì đầu tiên thì hàng xịn nó sẽ có cái nắp có chữ TD này in trên cái nắp đậy của bên áp. Còn hàng nhái thì hàng không chính hãng, thì họ được không có cái gì nhá, không có chữ gì cả. Đó. Không có chữ gì. Đây, nắp của nó đây, không có chữ gì cả. Hàng xịn nó sẽ có chữ. Bên áp nó cũng có thông tin. Đó, và hàng không chính hãng không có gì cả. Đây, các chân Canon đều được mạ màu vàng, mạ vàng. Đó. Hàng không chính hãng thì không nhá, không một con nào có cả. Đó, không có nhá. Cái nút này, hàng không chính hãng nút này sẽ rất là to này. To này. Cái này to thì cái này không quan trọng này. Cái này còn vì hàng không chính hãng có làm hàng hút bé này. Đó. Cái đấy mình không quan trọng lắm. Cái đặc điểm dễ nhận biết nhất là cái chân này. Chân của bóng đèn của đường tín hiệu ba hiển thị ba đường tín hiệu trước ấy. Đấy là bật tắt chế độ nâng tiếng. Và mình cắt giảm thêm cái giải 50 và 100 Hz ấy. Đó. Thì cái hàng không chính hãng thì họ không bọc, không được bọc như hàng chính hãng đây. Hàng chính hãng này nhà sản xuất họ rất cẩn thận. Họ sẽ bọc một đầu cực dương của chân bóng đèn này để tránh chạm chập ra vỏ. Đó, chân bóng đèn nào cũng được bọc. Hàng không chính hãng thì con nào cũng thế, để trơn hết không bọc nhé. Và đặc điểm nữa là các chân tụ, con tụ của hàng chính hãng này đều được ký hiệu về phần cực âm dương, đều được họ đánh dấu rất là cẩn thận nhé, chi tiết này. Đó, còn hàng không chính hãng thì không có một cái dấu vạch gì nhé. Đây, điển hình là hai tụ nhỏ cạnh hai tụ to này. Đó, 10V và 10mm 50V này. Đó. Và cái đặc điểm nữa là cạnh chân con IC này, hàng xịn chính hãng, cái tụ gốm này đều được bẻ chân nhé, và linh kiện rất là đẹp, được bẻ chân trước khi hàn. Đó, còn hàng không chính hãng thì tụ hoàn toàn khác nhé. Đây, hàng chính hãng đây đều được bẻ chân. Và một đặc điểm nữa, hàng chính hãng sẽ có những con tụ gốm màu xanh này. Để biết tụ gốm tụ gì đây, nhưng màu xanh. Còn hàng không chính hãng thì không có một con nào màu xanh nhé. Đó, rất dễ nhận biết. Đây là hàng không chính hãng nhé. Đó, nếu các bác mà không soi kỹ là không phát hiện ra được đâu nhá. Đó, không nhìn kỹ, đơn giản nhất này, hàng chính hãng này. Đây, nhận biết dễ nhất này.
mua ở đâu thì mua, bảo tháo cái nắp ra chụp cho. Thứ nhất là cái này, ba dây nguồn xanh vàng xanh. Thứ hai là cái bóng đèn này, nó được nhà sản xuất họ bọc cực dương chống chạm chập cho mát này. Thứ ba là trên con xịn nó sẽ có con tụ màu xanh, và những cái con tụ gốm của hai bên hai đầu con IC này được làm tụ, được bẻ chân đó. Bên ngoài thì nửa xanh nửa đen, chân được mạ vàng, chân Canon được mạ đó. Mặt trước thì có chữ màu xanh nằm trên, đơn giản thế thôi là các bác có thể là mua được hàng xịn rồi, chính hãng. Hàng chính hãng thì giá bán là 1.700.000 nhá, còn rẻ hơn thì nói thật với các bác là không có hàng xịn đâu. Đó, rẻ hơn đây, 1.000.000 một con đây. Đấy. Đây, 1.000.000 một con này, bác nào mua thì em cũng gửi luôn nha. Em không có hàng này nhá. Đây là đặt mẫu về làm video cho các bác nhá. À, tí viết tay. Ba con này 1.000.000 một con. Bác nào mua em bán luôn 1.000.000 một con. Đó. Hàng không chính hãng. Ba con này đặt mẫu về nhá để làm video cho các bác xem nhá. Đó. Còn đây. Con này mới là con chính hãng này. 1.700.000 nhá. Bác nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại của em là 0974107662. Em giao hàng toàn quốc nhá. Các bác cứ nhận hàng, kiểm tra hàng đúng tiếng hàng thì thanh toán tiền cho em. Được chưa ạ? Cam kết xịn 100%. Rồi, cảm ơn các bác và các anh em đã xem video. Anh em xem video nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào chuông thông báo để cập nhật những sản phẩm và những video mới bên em. Xin chào.